Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày mới cứu khó tìm cầu. Con nay nghe Thái chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đản Đại Tập Hiện Hộ, quyển 5, phẩm 13. 10 pháp trong Tam Muội hiện tiền. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, nếu có tỳ kheo nào ưa thích tu tập Tam Muội này thì trước phải suy nghĩ tưởng nhớ đến tính chất vô tướng, suy nghĩ xong sự ngã mạn sẽ không sinh. Này Hiền Hộ, vị ấy diệt trừ ngã mạn rồi, tâm ý bỗng nhiên xa lìa các tướng, khi ấy liền tùy căn cơ giảng nói pháp, giảng nói Tam Muội này cho mọi người, không nên khởi sự tranh chấp. Ở đây thế nào gọi là tranh chấp? Đó là những vọng tưởng chê bai phỉ báng không cần thiết nên gọi là tranh chấp. Này Hiền Hộ, vì thế thì kheo kia do không tranh chấp nên có thể tu học giảng nói Tam Muội này cho mọi người. Này Hiền Hộ, các thiện nam thiện nữ nào muốn tu học, muốn giải thích Tam Muội cho người thì phải thành tựu đầy đủ 10 pháp, sau đó mới có thể giải Tam Muội này cho mọi người. Những gì là 10? Đó là: một, các thiện nam thiện nữ trước hết phải trừ bỏ sự ngã mạn, phát tâm cung kính. 2. Biết nhớ ơn không quên, tâm thường nghĩ đến việc báo đáp. 3. Tâm không cậy thế cũng không ganh ghét. 4. Diệt trừ nghi ngờ và các chướng ngại. 5. Tinh sâu, không bỏ mất những tưởng nhớ suy nghĩ. 6. Siêng năng tinh tấn, mong cầu thực hành theo kinh điển không mệt mỏi. 7. Thường đi khất thực, không thọ nhận sự cầu thỉnh riêng biệt. 8. Ít ham muốn biết đủ, điều phục được các căn. 9. Tin chân thật vào pháp nhẫn vô sinh sâu xa. 10. Thường nghĩ, nếu ai được Tam Muội này, liền xem đó là thầy, tưởng như chư Phật, sau đó tu tập Tam Muội ấy. Này Hiền Hộ, thiện nam thiện nữ đã hành đầy đủ 10 pháp như trên, sau đó cũng phải tu tập Tam Muội này, cũng làm cho người khác nhận giữ độc tụng. Người tu hành như vậy sẽ được 8 việc. Thế nào là 8? 1. Hoàn toàn thanh tịnh, đối với các giới cấm không phạm phá. 2. Thấy biết thanh tịnh, trí tuệ hội hợp không tương ưng với các pháp khác. 3. Trí tuệ thanh tịnh, không thọ thân nơi các đời sau. 4. Bố thí thanh tịnh, không nguyện được tất cả phước báo do các hành nghiệp đem đến. 5. Đa văn thanh tịnh, được nghe pháp rồi hoàn toàn không quên. 6. Tinh tấn thanh tịnh, lúc nào cũng cầu quả vị Phật. 7. Xa lìa thanh tịnh, đối với tất cả danh lợi không vướng mắc. 8. Không lui thanh tịnh, tức sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bao giờ bị lay động. Này Hiền Hộ, đó là 8 pháp mà thiền nam thiền nữ nhận được. Bây giờ Đức Thế Tôn làm rõ lại nghĩa này, nó nói kệ: Người trí không sinh tưởng có tướng, nên trừ cố chấp và ngã chấp, đối với pháp nhẫn không vướng mắc, có thể mau nói Tam Muội này, trong không xưa nay chẳng phiền não. Niết bàn không tướng thật vắng lặng, với vật không hiềm pháp không chê, có thể mau nói Tam Muội này. Bậc trí không sinh ý ganh ghét, biết nhớ ân Phật pháp và tăng, trọn đời chỉ đúng không lay chuyển, sạch trong như vậy giữ Tam Muội, không ganh ghét cũng không nghi ngờ, suy nghĩ pháp chân thật sâu xa, tinh tấn không lười lìa ham muốn, có thể đạt được Tam Muội này. Pháp khất thực tỳ kheo nên làm, bỏ thỉnh riêng huống gì cầu báu, diệt trừ cấu nhiễm đạt chân như, có thể đạt được Tam Muội này, hoặc có thể được Tam Muội ấy. Ta nên lắng nghe lưu truyền cấp, xem đó là thầy, mình tưởng như Phật, có thể đạt được Tam Muội này. Nếu người tu hành Tam Muội ấy đầy đủ công đức vượt thế gian, nên mau nhận giữ 8 loại pháp: khen chư Phật thanh tịnh không nhơ, giữ giới thanh tịnh không biên vật, bồ đề Tam Muội và thắng kiến, có thể sạch trong ở các cõi, đổ vào khối công đức nhiệm màu. Trí thanh tịnh không nhận đời sau, bố thí lìa nhơ nhập vô vi, được học rộng rồi chẳng thể quên. Người trí này là kho công đức, dũng mãnh tinh tấn được bồ đề, danh lợi ở đời không tham đắm. Những người trí nào thực hành tốt, nhập định sâu xa vô thượng này. Phẩm 14. Công đức của pháp bất cộng. Bây giờ Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát kia lại phải thành tựu 18 pháp bất cộng. Thế nào gọi là pháp bất cộng? Nghĩa là Đức Như Lai lúc mới thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến khi nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian đó Như Lai lấy trí tuệ của ba nghiệp làm đầu, nghĩa là tất cả những nghiệp của thân đều hành động theo trí tuệ, tất cả nghiệp của miệng đều hành động theo trí tuệ, tất cả nghiệp của ý đều hành động theo trí tuệ.
Lại nữa, sự thấy biết của các Như Lai về quá khứ không có chướng ngại. Thấy biết về vị lai không có chướng ngại, thấy biết ngay trong hiện tại không có chướng ngại. Việc làm của các Đức Như Lai không có lầm lẫn. Lời nói chính xác, không sai ý, không quên mất, không nghĩ gì khác, thường ở trong tam muội sẽ bỏ tất cả những điều đã biết. Các Đức Như Lai ý muốn không giảm, tinh tấn không giảm, thiền định không giảm, trí tuệ không giảm, giải thoát không giảm, giải thoát tri kiến không giảm. Này hiền hộ, đó là 18 pháp bất cộng của Như Lai Đà Bồ Tát nên tu tập đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, Đà Bồ Tát nào muốn thành tựu đầy đủ sự thọ trì chánh pháp sâu xa khó thấy, là muốn giảng nói được ngay tam buổi này, thì phải thọ nhận 10 loại pháp thù thắng. Thế nào là 10? Đó là 10 lực của Như Lai. Thế nào là 10 lực? Này hiền hộ, lực xứ phi xứ của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với các việc hợp lý không hợp lý có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiền hộ, việc hợp lý không hợp lý Như Lai có thể dùng chánh trí biết như thật. Đó là lực xứ phi xứ của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, biết đúng lý như chân thật. Ở giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử. Chuyện bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phàm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ nhất của Như Lai. Đại Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực nhất thiết chí xứ đạo của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với tất cả đường khác nhau, đưa đến tất cả nơi khác nhau đều có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiện hộ, như vậy tất cả các con đường dẫn đến tất cả mọi nơi, Như Lai có thể dùng chánh trí nhận biết như vậy như thật. Đó là lực chí xứ đạo của Như Lai. Như Lai được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật. Và giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử, chư bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phạm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Đại hiền hộ, đó là trí lực thứ hai của Như Lai. Đồng Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, thế gian chủng chủng giới lực của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với vô lượng cảnh giới sai khác có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiền hộ, như vậy đối với đủ các cảnh giới của thế gian, Như Lai có thể dùng chánh trí biết như thật. Đó là lực cảnh giới thế gian của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý như thật. Và giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử, chư bánh xe pháp mà xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phạm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiện hộ, đó là trí lực thứ ba của Như Lai. Đồng Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lần nữa, này hiện hộ, lực tâm hành của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với vô lượng tâm và nghiệp sai khác của chúng sinh đều có thể dùng chánh trí biết chư thật. Này hiền hộ, như vậy các tâm và nghiệp của chúng sinh có vô lượng sai khác, Như Lai có thể dùng chánh trí biết chư thật. Đó là trí lực biết tâm và nghiệp nơi chúng sinh của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức biết đúng lý chân thật. Ở giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử, chư bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phạm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiện hộ, đó là trí lực thứ tư của Như Lai. Đồng Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực tri chúng sinh chư căn sai biệt lực của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với các căn của chúng sinh có đủ mọi thứ sai khác đều có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiền hộ, như vậy các căn của chúng sinh có những sai khác, Như Lai đều có thể dùng chánh trí nhận biết như thật. Đó là lực các căn sai khác của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật. Và giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử, chuyện bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phạm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ năm của Như Lai. Đại Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực thiền định của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với tất cả các thiền định giải thoát tam muội khiến cho phiền não từ lúc phát sinh đến khi được diệt trừ đều có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiền hộ, như vậy tất cả thiền định giải thoát tam muội từ lúc phát sinh phiền não cho đến khi được thanh tịnh, Như Lai đều dùng chánh trí biết như thật. Đó là lực thiền định của Như Lai. Như Lai đạt được định này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật. Và giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm sư tử, trên bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời, hoặc phạm vương, hoặc ma vương, hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ sáu của Như Lai. Đại Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực nghiệp của Như Lai nghĩa là Như Lai đối với tất cả các loại nghiệp sai khác của chúng sinh
và đời vị lai hòa hợp lại, mắc quả báo cũng vô lượng sai khác. Như Lai có thể dùng chánh trí biết như thật. Này hiền hộ, như vậy các nghiệp sai khác, đời vị lai, mắc quả báo cũng sai khác. Như Lai đều dùng chánh trí biết như thật, đó là lực biết rõ nghiệp của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật. Ở giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm: sư tử, chỉ bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc phạm vương hoặc ma vương hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ bảy của Như Lai đại Bồ Tát và tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực thiên nhãn của Như Lai, nghĩa là Như Lai thường dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thấy sự chết đây sinh kia của các chúng sinh đời vị lai, nhìn thấy sự thọ nhận thân hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc thiện hoặc ác, nhìn thấy được các loại sắc hoặc tốt hoặc xấu, hoặc dịu dàng hoặc thô kịch, hoặc sinh đường thiện hoặc sinh đường ác, và thấy các chúng sinh làm các nghiệp thiện hoặc ác, có các chúng sinh thân tạo đủ nghiệp ác, miệng cái đủ nghiệp ác, ý nghĩ đủ nghiệp ác, chê bai thánh nhân, phỉ báng chánh pháp, phá hợp tăng. Với những nghiệp ác này, sau khi qua đời sẽ sinh vào đường ác. Như Lai cũng lại thấy các chúng sinh thân tạo đủ nghiệp thiện, tôn trọng chánh pháp, cúng dường chúng tăng, thực hành đủ các nghiệp thiện này, sau khi qua đời được sinh vào đường thiện của cõi trời người. Cái việc này Như Lai đều biết đúng như thật. Này hiền hộ, dùng thiên nhãn thanh tịnh, Như Lai thấy các chúng sinh trước đây sinh kia cho đến sau khi qua đời được sinh lên cõi trời, đó là trí lực sinh tử của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật. Ở giữa đại chúng gầm lên tiếng gầm: sư tử, chỉ bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc phạm vương hoặc ma vương hoặc người cho tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ tám của Như Lai đại Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Lại nữa, này hiền hộ, lực túc mạng trí của Như Lai, nghĩa là Như Lai dùng trí lực để có thể biết các đời trước của chúng sinh đã xảy ra trong quá khứ, có chúng sinh chết đây sinh kia hoặc ở một chỗ mới thọ một đời hoặc hai hoặc ba hoặc năm hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn cho đến thọ vô lượng trăm đời, vô lượng ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời, như vậy cho đến vô lượng kiếp, vô lượng kiếp chuyển, vô lượng kiếp tịnh, vô lượng kiếp chuyển không chuyển đều biết đúng như thật. Là sinh ở chỗ kia, chỗ ở như vậy, nhà như vậy, dòng họ như vậy, tên gọi như vậy, tướng mạo như vậy, đời sống như vậy, y phục như vậy, ăn uống như vậy, việc làm như vậy, thiện ác như vậy, buồn vui như vậy, khổ số như vậy cho đến tuổi thọ cũng đều biết đúng như thật. Lại nữa, hoặc bỏ thân chỗ này, sinh thân chỗ kia, thân tướng như vậy, lời nói như vậy, trải qua thời gian như vậy, cho đến tuổi thọ, cái việc đời quá khứ tất cả đều biết. Này hiền hộ, Như Lai có thể dùng trí biết vô lượng đời sống ở kiếp trước của các chúng sinh, trải qua từ một đời cho đến vô lượng đời, cho đến tuổi thọ, các việc đời quá khứ đều biết đúng như thật. Đó là trí lực túc mạng của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, ở giữa đại chúng gần lên tiếng gầm: sư tử, chỉ bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc phạm vương hoặc ma vương hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiền hộ, đó là trí lực thứ chín của Như Lai đại Bồ Tát phải tu học đầy đủ trọn vẹn. Là nữa, này hiền hộ, lực lậu tận của Như Lai, nghĩa là Như Lai có thể dứt sạch các hữu, không còn các lậu, tâm và tuệ đều giải thoát từ giác ngộ pháp. Thế nên tự mình nói, đây là thân mạng cuối cùng, thập hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không thọ thân đời sau nữa. Này hiền hộ, như vậy Như Lai có thể đoạn tận các lậu, tâm và tuệ đều giải thoát, tự chứng biết nên nói đây là thân cuối cùng. Cho đến không thọ thân sau, tất cả đều biết đúng sự thật. Đó là trí tuệ, trí lậu, lực lậu tận của Như Lai. Như Lai đạt được lực này rồi, tức nhận biết đúng lý chân thật, và giữa đại chúng cầu lên tiếng gầm: sư tử, chỉ bánh xe pháp xưa nay chưa từng chuyển. Các sa môn bà la môn hoặc trời hoặc phạm vương hoặc ma vương hoặc người trong tất cả thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Này hiện hữu, đó là trí lực thứ 10 của Như Lai đại Bồ Tát và tu học đầy đủ trọn vẹn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ: nên học 18 pháp bất cộng cùng 10 trí lực của chư Phật Bồ Tát tu tập thiền vi diệu, tự nhiên thành tựu hai pháp này. Phẩm 15 tùy công đức. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát hiền hộ: này hiền hộ, đại Bồ Tát nào thành tựu được bốn pháp tùy hỷ liền trong đất tam muội hiện tiền này, mau đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào gọi là bốn pháp tùy hỷ? Nghĩa là đại Bồ Tát phải nghĩ như vậy: tất cả chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác và thời quá khứ khi thực hành Bồ Tát đạo đều do nhân tùy hỷ mà chứng đắc tam muội này, cho nhân nơi tam muội nên đạt đầy đủ sự học rộng, do có học rộng mau thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Như tha ngày nay cũng như vậy, nên nương vào tùy hỷ trái đất tam muội này, nhờ tam muội nó có đầy đủ sự học rộng, do học rộng nên mau thành tựu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác. Này hiền hộ, đó là tích chứa công đức tùy hỷ thứ nhất của Bồ Tát. Này hiền hộ, Đại Bồ Tát lại phải tự nghĩ như tất cả chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác và đời Bỉ Lai khi thực hành Bồ Tát đạo đều nhân nơi tùy hỷ chánh đắc tam muội này, nhờ tam muội này nên có đầy đủ sự học rộng, do đầy đủ sự học rộng nên mau thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như ta ngày nay cũng vậy, nhờ tùy hỷ mà được tam muội này quay về nương tựa tam muội, mong cầu được đầy đủ sự học rộng, do được học rộng nên mau thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này hiền hộ, đó chính là tích chứa công đức tùy hỷ thứ hai của Đại Bồ Tát. Này hiền hộ, Đại Bồ Tát này là phải tự suy nghĩ tất cả chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác trong vô lượng kiếp A Tăng Kỳ các thế giới hiện tại, bởi vậy khi xưa tu hành Bồ Tát đạo cũng nhân tùy hỷ mà chứng đắc tam muội này, nhờ tam muội này đạt đầy đủ sự học rộng, khi học rộng lên hiện tại để chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như ta ngày nay cũng tùy hỷ cho đến cũng vì muốn mau thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này hiền hộ, đó chính là tích chứa công đức tùy hỷ thứ ba của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này hiền hộ, Đại Bồ Tát cũng phải suy nghĩ ta nay cũng đã đạt được sự kính học đối với tất cả chư Như Lai xưa nay trong ba đời nên quá khứ khi hành Bồ Tát đạo đều nhân tùy hỷ mà đắc tam muội này, đều do tam muội mà đạt đầy đủ sự học rộng, đều do học rộng mà thành tựu Phật. Nay ta dùng tùy hỷ công đức này nguyện cùng tất cả chúng sinh cùng phát sinh tùy hỷ, cùng được tam muội cũng đầy đủ sự học rộng, đều cùng thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này hiền hộ, đó là tích chứa công đức tùy hỷ thứ tư của Đại Bồ Tát. Lần nữa, này hiền hộ, Đại Bồ Tát đã được thành tựu tùy hỷ như vậy, tâm bộ như vậy, học động như vậy, nên mau thành tựu Bồ Đề như vậy rồi. Cái công đức này cùng tất cả chúng sinh hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức như vậy khó có thể nói hết. Nay ta lược nói chút ít cho ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Này hiền hộ, ví dụ có người mất thọ 100 tuổi, thân thư thái khỏe mạnh, đi nhanh như bay. Một đời người này đã có thể đi khắp thế giới, trước tiên đi khắp phương Đông, như vậy lần lượt người này đi đến phương Nam, Tây Bắc, bốn khắp trên dưới, đi khắp 10 phương tận cùng một cõi. Này hiền hộ, ý ông nghĩ thế nào? Giả sử có người thông minh sinh ra đời, thông suốt được kỹ thuật tính toán, có thể tính đến được không? Đường người này đi gần hay xa, dài hay ngắn không? Hiền hộ, thưa Bạch Thế Tôn, không. Lại có thể lường tính được không? Bạch Thế Tôn, không. Lại có thể xem xét được không? Bạch Thế Tôn, không. Cũng có thể suy nghĩ được không? Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn bảo, này hiền hộ, bảo qua việc trước. Giả sử người này đủ 100 năm đi nhanh lui tới khắp vô lượng thế giới trong 10 phương, người tính toán thông minh kia có thể biết được không? Hiền hộ, thưa Bạch Thế Tôn, không. Người thông suốt với tính toán kia và không thể biết đoạn đường đi lúc đầu gần hay xa. Làm sao có thể tính toán được đoạn đường một đời người này gắn hết sức bay đi khắp vô lượng thế giới trong 10 phương dài ngắn là bao nhiêu do tuần? Để muốn biết rõ, chỉ có Thế Tôn, đệ tử lớn Xá Lợi Phất và các hàng Bồ Tát bất thoái chuyển có thể biết được. Phật bảo, hiền hộ, đúng vậy, ta nói cho ông biết. Thiền nam thiền nữ có tâm tinh kính đem ngọc báu chứa đầy những thế giới mà người tráng sĩ đi nhanh và vượt qua như gió ấy để dâng cúng chư Phật khắp 10 phương. Người đó đạt được phước đức tuy rất nhiều nhưng vẫn không bằng chút phần công đức của người tinh kính tùy hỷ tam muội kia. Vì sao? Này hiền hộ, vị Đại Bồ Tát tu học tam muội này được đầy đủ 4 pháp tùy hỷ như trên, đã đem hồi hướng đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong cầu sự học rộng để thành tựu Bồ Đề. Này hiền hộ, do đó đem phước bố thí so với công đức tùy hỷ thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100.000 vạn, không bằng 1/100.000 ức, cho đến không bằng phần toán, phần số, phần ví dụ. Này hiền hộ, ông nên biết các hàng Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng đều được công đức. Thế nên, ta nay vì ông nói phần nhỏ công đức tùy hỷ của Bồ Tát, ông nên lắng nghe. Này hiền hộ, ta nhớ vào thời quá khứ, đã qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, khi có Phật xuất hiện ở đời tên là Sư Tự Ý, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh tốt thiện thệ, tiếng giảng giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phương, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, khi ở thế giới Diêm Phù Đề này, muôn dân giàu có rất nhiều của cải, an lạc, thái bình. Này hiền hộ, bây giờ đất đai trong cõi Diêm Phù Đề này trong khoảng 1.800.000 do tuần, trong đó là có 1.800.000 thành ấp xóm làng, tất cả đều làm bằng bảy báu, thành rộng 12 do tuần,
Trong ngoài thành có chín ức nhà dân. Lúc ấy thành lớn tên là Hiền Tác, trong thành có 60 ức dân chúng. Như Lai Sư Tử Ý đã sinh ra ở thành ấy. Này Hiền Hộ, bây giờ hộ thuyết pháp thứ nhất của Như Lai Sư Tử Ý có 90 ức người chứng quả A-la-hán. Cách 7 ngày sau là hội thuyết pháp thứ hai có 90 ức người chứng quả A-la-hán. Nơi hội thuyết pháp thứ ba là có 90 ức người chứng quả A-la-hán. Và ba hội này lại có 90 ức người đều từ phương khác đến hội họp, đều là các hàng Bồ Tát thanh tịnh. Từ đó về sau, Đức Phật ấy luôn thường có vô lượng A Tăng Kỳ có chúng thanh văn. Này Hiền Hộ, thời ấy dân chúng thực hành khéo 10 khéo đạo nghiệp thiện. Cũng như vào đời vị lai, Phật Di Lặc xuất thế giáo hóa các chúng sinh thành tựu đầy đủ 10 nghiệp thiện. Bây giờ tuổi thọ của con người là 84.000 năm, như tuổi thọ của con người vào thời Phật Di Lặc. Này Hiền Hộ, trong thành lớn kia có vua chuyển luân tên là Thắng Du, dùng giáo pháp trị đời để đổ bảy báu, đó là xe vàng báu, quan báu, ngựa báu, ngọc nữ, ma đi báu, trường giải báu, quan chủ, binh báu. Đã có 1.000 người con, thân tướng đoan nghiêm, oai lực đầy đủ, chiến thắng giặc thù. Nhà vua thống lãnh tất cả thế giới, không dùng đao binh, cũng không dùng oai lực lớn hiếp, không thu thuế và các vật tự nhiên có đầy đủ. Khái vua Thắng Du đi đến chỗ Như Lai Sư Tự Ý ứng cúng đại chánh giác, đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, rồi lui ra ngồi một bên. Biết tâm khao khát ngưỡng mộ của vua Thắng Du, bấy giờ Như Lai Sư Tự Ý liền dạ nói rộng rãi về Tam Muội Hiền Tiền. Nhà vua nghe được Tam Muội Hiền Tiền này rồi rất vui mừng, phát tâm tùy hỷ, liền cầm ngọc báu rã lên cúng dường Phật. Nhà vua do gieo căn lành tùy ý này nên sau khi qua đời sinh lại trong cõi với Phù Đề, làm con vua tên là Phạm Đức, sau đó nối ngôi vua, dùng chánh pháp giáo hóa. Sau khi Đức Phật kia diệt độ, ở trong chánh pháp có một tỳ kheo tên là Bảo, thông tuệ tinh tấn, thường xuyên nêu giảng khen ngợi chánh pháp, vì nói rộng rãi kinh điển này cho bốn chúng. Này Hiền Hộ, bây giờ ở chỗ tỳ kheo Bảo vua Phạm Đức nghe Tam Muội rồi, do lòng tin sâu xa phát tâm tùy hỷ, đem áo quý báu trị giá 100.000 phủ lên thân tỳ kheo. Này Hiền Hộ, nghe tỳ kheo giảng nói Tam Muội rồi, nhà vua Phạm Đức liền phát tâm vô thượng trên đàn chánh giác, kinh mến chánh pháp, bỏ ngôi vua xuất gia, cả bỏ râu tóc mặc ca sa. Khi ấy cũng có đồ chúng 100.000 người thành tựu đức tin, liền theo nhà vua xuất gia mặc pháp phục, cũng là do kinh điển nói về Tam Muội này. Tỳ kheo Phạm Đức cùng với chúng tỳ kheo 100.000 người trải qua 8.000 năm hầu hạ cũng như tỳ kheo Bảo không mệt mỏi, như hoàn toàn không thể chứng đắc Tam Muội ấy, chỉ trừ một lần lắng nghe, nghe rồi có đầy đủ sự tùy hỷ, để bốn loại tùy hỷ công đức này hồi hướng đến quả vị vô thượng trên đại chánh giác như lúc đầu tùy hạnh rộng lớn. Vì sau tỳ kheo Phạm Đức và 100.000 chúng nhờ căn lành này nên gặp được 68.000 chư Phật Thế Tôn, phàm sinh vào chỗ nào có lời giả nói Tam Muội này cho các chúng. Tỳ kheo vua ấy nhờ căn lành này lại gặp 68.000 ức chư Phật. Như vậy lần lượt gieo trồng căn lành, vẽ đạt được Tam Muội này, thông tỏa đầy độ pháp trợ đạo Bồ Đề, liền được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là kiên cố tinh tấn đầy đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng chế biến tri, minh hạnh túc thiền tệ thế gian giải, vô thượng sĩ đường ngự đường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chúng tỳ kheo 100.000 người kia cũng đạt được Tam Muội này, cũng có thể thành tựu pháp trợ đạo, tất cả đều thành đạo quả Bồ Đề vô thượng, hiệu là kiên dũng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đã làm cho vô lượng 100.000 chúng sinh để hân trụ đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này Hiền Hộ, chỉ tai nghe còn được như vậy cũng gì, là Bồ Tát lại lắng nghe, lãnh tòa Tam Muội đọc tụng nhớ nghĩ, nhận giữ giảng thuyết rộng ra cho mọi người, là còn siêng năng suy nghĩ thực hành mà không chứng đắc được sao? Này Hiền Hộ, do nghĩa ấy các hàng Bồ Tát nghe Tam Muội này, ai mà không tùy hỷ, không đọc tụng, không nhận giữ, không tu tập, không giảng thuyết rộng. Vì sao? Này Hiền Hộ, vì Bồ Tát đã nghe Tam Muội này liền thành tựu được pháp trợ đạo, mau thành quả vô thượng trên đại chánh giác. Này Hiền Hộ, cho nhân duyên ấy ta bảo ông, nếu người nào có lòng tin chân thật thanh tịnh cầu đạt đạo quả vô thượng trên đại chánh giác, trước hết nên hết lòng mong cầu Tam Muội này. Nếu được nghe trong khoảng cách trong cho tuần nói có kinh nói về Tam Muội sâu xa này, thì Bồ Tát nên đích thân đến để nghe, nghe rồi nên đọc tụng, thọ trì tu tập, suy nghĩ giảng nói cho mọi người. Này Hiền Hộ, hãy gác lại sự việc ấy,
Nếu mà tắc kè trong khoảng cách 200 giờ tuần hoặc 300 giờ tuần, 400, 500 cho đến 1.000 giờ tuần, có giả nói tới mùa này, ở trong thành phố kia, ở xóm làng kia, thì Bồ Tát phải từ đến đó để lắng nghe, lãnh thọ tu tập, đọc tụng thọ trì. Vì sao này hiền hộ? Vì do lòng tin chân thật thanh tịnh của Bồ Tát là mong cầu đạo quả vô thượng cho đại chánh giác, cho nên Bồ Tát không thể lười biếng mệt mỏi tán loạn, mà phải tinh tấn dũng mãnh vì tam muội nên tìm đến chỗ cách xa 1.000 do tuần đó, dù chỉ được nghe tam muội này, vốn chỉ là đọc tụng thọ trì suy nghĩ chẳng nói cho người. Vì sao này hiện hộ? Vì tam muội này có khả năng thâu gồm tất cả các pháp trợ đạo. Lại nữa này hiện hộ, trong trường hợp ấy nếu có Bồ Tát nào tâm trong sạch thuần khiết mong cầu quả Bồ Đề nên đến chỗ cách 1.000 giới tuần để lắng nghe chánh pháp tam muội này, trong lúc nghe Bồ Tát nên phụng sự cúng dường vị pháp sư kia, tất cả vật dùng đều dâng cúng đầy đủ, thường phải theo hầu vị pháp sư hoặc 1 năm hoặc 10 năm hoặc 20 năm hoặc trải qua 500 năm cho đến suốt đời không được xa lìa, cũng là dốc mong cầu được nghe tam muội ấy, huống chi là được đọc tụng lãnh thọ. Suy nghĩ về nghĩa lý giải thích cho mọi người như vậy, khi Bồ Tát theo pháp sư thì không làm những việc theo ý mình mà phải thuận theo ý của pháp sư A Xà Lê, nên chuyên tâm phụng sự, không được trái lời dạy, phát tâm cung kính và quý trọng, trừ bỏ tất cả các sự việc không yêu kính đối với pháp sư, nên tưởng như bạn tốt cho đến nên phát tâm xem như chư Phật. Này hiện hộ, ở chỗ pháp sư A Xà Lê ấy, Bồ Tát đã có thể phát tâm yêu kính như vậy rồi mà không được đọc tụng thọ trì suy nghĩ và nói rộng cho đến lắng nghe tam muội, thì việc này hoàn toàn không thể có. Chỉ trừ đời trước bị nghiệp cho ba kinh điển sâu xa này, nên khi quả chính nhất định bị đọa trong các đường ác, đó là do nghiệp không tịnh. Này hiền hộ, giả sử Bồ Tát họ nào hoặc phải xa lìa pháp sư thì thường phải biết ơn, thường phải nhớ ơn, thường phải báo đáp ơn. Vì sao? Này hiền hộ, vì pháp sư này đã giảng giải tạo nhân duyên kinh điển, khi cái điểm này tụ lâu ở đời không bị đoạn diệt. Này hiền hộ, nếu Bồ Tát vì tam muội này mà phải đi đến chỗ cách xa 1.000 giới tuần, vốn chi là gần trong thành nước thôn ấp xóm làng hoặc ở nơi đồng vắng chỗ nước rừng mà không thể đến đó để lắng nghe lãnh thọ đọc tụng suy nghĩ về nghĩa lý giảng thuyết rộng cho mọi người hay sao? Này hiền hộ, ta bảo cho ông rõ, nếu có Bồ Tát vì tam muội này có thể đi đến chỗ cách xa 1.000 giới tuần nhưng là không được nghe tam muội, thì Bồ Tát không được nghe tam muội này nhưng vẫn ở trong pháp này nghĩ cầu căn lành, luôn siêng năng sáng suốt không lười biếng, nên ông nên biết ngày nay tất sẽ được bất thoái chuyện đối với quả vô thượng trên đại chánh giác, huống gì là lắng nghe lãnh thọ độc tùng suy nghĩ tu tập giảng nói cho người. Này hiền hộ, ông nên xét xem Bồ Tát nghe tam muội này rồi có thể lãnh tọa suy nghĩ tu hành để được bao nhiêu là nhóm công đức lớn, cho đến mong cầu mà không thể được nghe là cũng được đầy đủ bấy nhiêu là căn lành lớn, hoặc nghe hoặc không nghe đều đã ăn trụ quả vị bất thoái chuyển, thành tựu đắc đạo đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống gì là lắng nghe rồi đọc tụng tọa trì suy nghĩ tu tập và nói rộng ra cho mọi người, cũng làm cho nhiều người nghe rồi đọc tụng tọa trì tu tập suy nghĩ làm rõ lưu truyền rộng khắp. Bây giờ Đức Thế Tôn vì muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ: ta nhớ thuở xưa có Phật tên Sư Tự Ý trong cõi trời người, lúc ấy có vua đứng đầu chúng, tự mình đến Phật cầu tam muội với trí tuệ lớn, vua được nghe vui mừng tràn khắp không thể nói, tay cầm cho báu rải dâng lên cúng dường Thế Tôn Sư Tự Ý. Tâm suy nghĩ rồi cung kính thưa: con xin quy y bậc tối thượng làm lợi ích lớn cho thế gian, nguyện xin giả nói tam muội này. Khi vua dâng cúng đức Phật rồi, bà thân bạn là sinh cung khác tìm đến gặp thầy tỳ kheo bảo đức lớn danh tiếng khắp 10 phương. Khi nghe thầy tỳ kheo giả nói, tâm vui mừng không thể lường tính, để nên y phục quý báu nhất phủ thân tỳ kheo để cầu đạo. Hàng ngàn người cùng sinh xuất gia cúng dường hầu hạ tỳ kheo đó đã qua đủ 8.000 năm rồi, chỉ để mong cầu tam muội này, chỉ nói một lần không nói lại, nghe lãnh pháp sâu xa như biển, khế tâm trí đều không mệt, mong cầu thiền định tối tháng này. Những người kia tu hành cũng vậy, gặp được chư Phật vai đức lớn thì đủ 6.000.000 vị ở đó cũng nghe tam muội này, đời khác lại cũng vừa hầu hạ 6.000.000 ức Thế Tôn nghe pháp sâu xa đều vui theo, do nhờ cho lai sư tử này. Vua tu hành đầy đủ như vậy, sau được thành Phật hiệu kiên tấn, giáo hóa chúng sinh nhiều vô lượng, khi họ sinh tử xa phiền não
theo vô xuất gia hàng ngàn người. Khổng đoàn thành Phật hiệu Kiên Dũng, đức danh tiếng vang khắp mười phương. Nghe tên Tam Muội chứng đại giác, Khổng đoàn lại giảng nói cho người không đắm chìm cái thế giới đó, lại bày rõ suy nghĩ thù thắng. Đức chư Phật nói Tam Muội này, biết Tam Muội cách trong vô tuần và cầu Bồ Đề nên đến nghe. Vua nhớ lời dạy, chớ có chán bỏ, người nghe công đức không thể lường. Nhớ đi đến đó không được nghe, thì cũng tích chứa được bao phước. Vốn nghe rồi suy nghĩ dạ nói, chỉ mau chóng cầu Tam Muội này. Nên niệm đủ như phạm đức kia, thân còn hầu hạ chớ nhàm chán. Chỗ thì kheo nào có kinh này, đều nên đến đó mà cúng dường. Phẩm 16 giác ngộ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, ta nhớ vào thuở xa xưa, trải qua nhiều vô lượng A Tăng kỳ kiếp, các Phật xuất hiện ở đời hiệu là Tát, Già, Na, Ma, Như Lai, Ứng Cúng, chánh đẳng giác đầy đủ 10 tôn hiệu. Sau khi Phật nhập diệt, có tỳ kheo tên là Hòa Luân khen ngợi và nói rộng rãi kinh nói về Tam Muội ấy. Vào thời đó ta làm vua tại một nước lớn, một lòng mong cầu Tam Muội. Bây giờ này nơi này trong giấc mộng nghe có tiếng bảo đây là nơi có Tam Muội này. Tỉnh giấc rồi, Đức Đức Thân đến chỗ thầy tỳ kheo để mong cầu Tam Muội. Do đó thưa Pháp Sư, xin cạo tóc xuất gia, vì mong cầu nên đã lắng nghe và lãnh thọ Tam Muội ấy. Ta tự mình cầu hạ Pháp Sư Hòa Luân, trải qua hơn 36.000 năm, bị ma phương ngang che, hoàn toàn không nghe được. Khi Đức Phật lại bảo các tỳ kheo nơi U Bà Tắc U Bà Di, từ này nói với các vị hãy mau lắng nghe, ghi nhận Tam Muội vua này không được chậm trễ, cũng không được quên mất, khéo phụng sự Pháp Sư cho tốt, chớ để sơ sót. Mong cầu Tam Muội này lấy sự cho đất làm kỳ hạn, dù trải qua một kiếp cho đến trăm ngàn kiếp, nếu không lười biếng thì không thể không chứng đắc. Này Hiền Hộ, người nào nhất tâm mong cầu Tam Muội này luôn theo bên thầy, không được xa lìa, nên bày sự cúng dường như thuốc thang, thức ăn uống, y phục, giường đồ ngồi và các thứ vật dụng cùng tất cả vàng bạc châu báu. Phàm các thứ vật dụng riêng tư đều dâng lên thầy, không có luyến tiếc, coi như mình không cầu xin mà được, hãy hướng đến Tam Muội, đừng xin lòng chán mệt. Lại Hiền Hộ hãy gác lại các việc cúng dường ấy. Phàm người mong cầu pháp đối với thầy phải thể tự các thân mình, da thịt tay chân được cúng dường. Nếu thầy còn cả thân mạng cũng không luyến tiếc, cúng gì là các vật bên ngoài mà không đo đủ cho thầy được sao? Lại Hiền Hộ, người mong cầu pháp và phụng sự Pháp Sư phải tùy ý thuận theo các việc như vậy, phải hầu hạ thầy như người ở theo hầu chủ. Như vậy tôi đối với vua, như vậy người này mới mong được Tam Muội. Được Tam Muội rồi nên ghi nhớ lãnh thọ, thường nhớ nghĩ đến ân thầy để luôn báo đáp. Này Hiền Hộ, Tam Muội này quý báu không thể không dễ được nghe. Có người hơn trăm ngàn kiếp chỉ mong cầu nghe tên mà còn không được, huống gì là nghe rồi ghi chép đọc tụng lãnh thọ phân biệt giả nói, truyền lại cho mọi người. Này Hiền Hộ, giả sử có người đem cho báu chứa đầy trong hàng hà sanh số thế giới của chư Phật lên bố thí, phước đức người đó tuy nhiều nhưng vẫn không bằng người được nghe tên Tam Muội ghi chép một bài kệ công đức này, đã không thể lường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ: Ta nhớ vô lượng thời quá khứ, lâu dài hơn cả 6.000 năm, thường theo Pháp Sư không tạm rời. Lúc đầu không nghe tên Tam Muội, có Phật danh hiệu là Chí Thành, khế có tỳ kheo Hoàn Luân. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tỳ kheo ấy giảng Tam Muội này. Lúc đó ta là vua thiên hạ, nghe trong mộng chỉ chỗ Tam Muội, tỳ kheo Hòa Luân thường chỉ nói. Vua nghe và nhận Tam Muội này, tên mộng Tam Muội đi tìm kiếm, đã cho tỳ kheo cầu Tam Muội. Mọi ngôi vua đã đi xuất gia, cung kính cúng dường không tạm nghỉ. Trải qua 7.600.000 năm, chỉ nguyện được gặp người giả nói, nhưng cứ bị thiên ma quấy nhiễu nên hoàn toàn chưa một lần nghe. Thế nên tỳ kheo đi, các ưu bà tất ưu bà di, Đức Phật khuyên dạy các điều này, nên tìm Tam Muội mà lãnh thọ, cung kính hầu hạ vị Pháp Sư, dầu trải qua một kiếp và nhiều kiếp. Dân cúng, vật dụng, thuốc, thức ăn, cầu nghe cho được Tam Muội này, lại đem vô số các y phục, giường, tòa điện, đuốc và cho báu, tinh tấn như vậy không mệt mỏi, để nghe Tam Muội vi diệu này, nên dân vật tỳ kheo không có, cho đến thân mạng cũng không màng, huống là vật khác lại nối tiếc. Như vậy người cầu được Tam Muội, thọ ân nên nghĩ báo đáp ân, kẻ trí nghe rồi nên giả nói, nên do ta ức kiếp xuyên cầu mới được nghe Tam Muội vi diệu. Giả sử thế giới như hàng xa, cho đời cho báu đem cúng dường, do Tam Muội nói một câu kệ, công đức người này hơn người kia. Người giả nói chỉ một câu kệ, quá hơn các nay do thai kiếp, huống nghe rồi có thể lưu truyền, công đức người này không thể nói. Nếu người ưa thực hành Bồ Đề, mong cầu pháp nên làm tất cả, nghe rồi an trú trong định này, ác có thể thành đạo vô thượng.
Phẩm 17 dặn dò phó thác. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, vì thế thì nam nào có lòng tin thanh tịnh phải luôn siêng năng nghe tam buổi này, nghe rồi nhận lãnh, đọc tụng, thọ trì, tư duy về nghĩa lý, phân biệt diễn giải rộng cho thế gian, và nên ghi chép cất giữ. Vì sao, này Hiền Hộ? Vì sau khi ta diệt độ vào đời vị lai, có các đại Bồ Tát với đức tin thanh tịnh, vì chúng sinh nên siêng cầu sự học rộng, cầu sự học rộng nên sẽ đi các nơi để lắng nghe lãnh thọ chánh pháp. Này Hiền Hộ, thế nên các thiện nam có người ưa thích, có người đầy đủ đức tin, có người lãnh thọ chánh pháp, có người ưa muốn chánh pháp, có người gìn giữ kinh điển, tất cả đều là để giảng rộng rãi cho mọi người. Khi thần lực của Như Lai gia hộ nên ghi chép kinh điển đại thừa này, dùng ấn của Như Lai niêm phong lại, sau đó đặt vào trong hộ. Này Hiền Hộ, ở đây thế nào là ấn của Như Lai? Nghĩa là tất cả các hành không tạo không tác. Sự không tạo tác là pháp chưa từng có, nó không làm, không tướng, không tưởng, không nương dựa, không bao gồm, không nắm giữ, không trụ. Tất cả các hành diệt hết thì nhân của khổ sẽ tận, hữu cũng tận, và tất cả phiền não cũng dứt sạch để nên không sinh, không diệt, không đạo, không quả của đạo. Do đó tất cả các bậc thánh không che giấu, người ngu si thì dễ bay, phá bỏ, bậc trí thì khen ngợi, người giỏi khéo thì lãnh thọ. Khi Đức Thế Tôn, Đức Như Lai Thế Tôn nói kinh này, có dư lượng chúng sinh đối với đạo quả vô thượng trên đại chánh giác đã giác tròn các căn lành, có vô lượng tăng kỳ các đại Bồ Tát thì hằng hà xa thế giới của chư Phật đến đây lắng nghe lãnh thọ tam buổi này, các vị đó đều được bất thoát chuyển đối với quả vị Bồ Đề vô thượng. Khi tất cả đại địa trong tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động đủ số khách. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Mahakayip, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan và các Bồ Tát Hiền Hộ, Ly Xa Tự Bảo Đức, Trưởng giả Thiện Thương Chủ, con Trưởng giả Tịnh Đức và đồng tử Phi Đức, Trưởng giả Thủy Thiên và 500 chúng gồm người, trời và bốn bộ chúng. Này Kayip, ta này đem pháp vô thượng chánh đại chánh giác trải qua ba đại A Tăng Kỳ Kiếp tụ tập mới thành, dặn dò gia phó cho các ông. Ý nghĩa như vậy tất cả thế gian không thể tin. Vì sao? Việc kinh của Như Lai nói ra là tối thắng, vi diệu sâu xa bậc nhất, để cho đời vị lai có thể dùng tất cả chúng sinh trụ quả vô thượng trên đại chánh giác. Vì thế nay ta ân cần giao phó và dặn dò ông, ông nên lắng nghe, nhận lãnh, đọc tụng, thọ trì, ghi nhớ, suy nghĩ, tu hành, mở bày giảng nói rộng rãi cho mọi người, nên giải thích, nên tận tâm làm việc này, nên lưu truyền khắp nơi chớ để đoạn diệt. Lại nữa, nếu có các thiện nam thiện nữ hoặc muốn tu tập kinh nói về tam muội này, hoặc muốn đọc tụng, hoặc muốn lãnh thọ, hoặc muốn suy nghĩ, hoặc muốn chỉ bày cho mọi người, hoặc muốn giảng nói rộng rãi, thì phải làm cho họ có được lòng tin chân chánh, làm cho họ được đọc tụng, làm cho họ được lãnh thọ, làm cho họ được suy nghĩ, làm cho họ có thể chỉ bày, làm cho họ có thể giảng nói rộng rãi. Này ta muốn cho các thị nam thị nữ được an trụ trong đại thừa, nên đã chỉ bày rõ phải học như vậy, phải luôn luôn làm đúng lời dạy của ta. Khi Thế Tôn giảng nói kinh này rồi, Tôn giả Mahakayip, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng Thanh Văn Bồ Tát Hiền Hộ, Tỳ Thương Chủ, Trương Thương Chủ Bảo Đức, con của Trưởng giả Tịnh Đức là đồng tử Phi Đức, Trưởng giả Thủy Thiên, 500 chúng ưu Bồ Tát và các đại Bồ Tát khác đã từ các quả Phật trong mười phương thế giới đến, cho đến tất cả hàng trời đồng quỷ thần, nhân phi nhân đều rất vui mừng y theo lời dạy mà phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị đem của đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở đời bốn ăn nặng chiếu quốc của ba đường. Nếu có ai thể nghe để phát tâm Bồ Đề, hãy bộ báo thân này sanh về cõi Cực Lạc Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sĩ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di.